ADB không tạo ra một văn phòng làm việc bình thường mà dựa trên một cái ý tưởng, đó là thiết kế một thành phố tương lai. Thành phố tương lai Prudential là kết hợp của 4 tầng với 4 chủ đề khác nhau. Tầng 19 được lấy ý tưởng từ những đám mây Cloud Floor, nơi mà tất cả những ý tưởng, mục tiêu và hoài bão sẽ được thực thi. Tầng 18 với tên gọi Outdoor Adventure được lấy ý tưởng và cảm hứng từ những cuộc phiêu lưu, khám phá, mạo hiểm. Tầng 17, Future Botanic, cảm hứng về một khu vườn trong nhà ở tương lai, thể hiện mong muốn của Prudential hướng đến một tương lai tươi sáng và bền vững. Tầng 16, The Playground, nơi sạc pin cho các nhân viên chăm sóc khách hàng. Dự án này đánh dấu hành trình 18 năm hình thành, phát triển bền vững tại Việt Nam của Prudential. Đó là lý do tại sao